ba đĩa thì anh, quả nước này bắn anh khéo nhá, không nó tùy bắn chú nhé. thích làm gì thì làm, cho chú thời gian là 10 phút để cho chú sắp xếp coi như là chuẩn bị đấy. Còn Chết. thực ra này, nó anh nói với chú này, anh nói với chú hôm nay anh để chú chặt thôi, anh xem chú thôi, chứ còn nếu để anh chặt con gà này 3 phút. Thực ra thì ở nhà em cũng ít 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 khi phải chặt lắm, bởi vì là Sao? Anh đừng nói là nhà em cũng có rẻ nhá. thấy người ta trên mạng người ta chặt thế này này. Ờ được. Đấy. Chú cứ làm đi, xong rồi anh ngắm. Em cũng xem người ta chặt thôi. Không nặng về giải thích, không nặng về trình bày. Em hỏi Đĩa con gà này đòi chặt 3 đĩa, tôi chịu thua ông đấy. anh có uống được gì không? Rượu chả uống được. Lúc lấy chị đi làm, chị dặn anh ở nhà uống lít thôi. Nghĩ thôi. Ừ. Đấy. À, cái Căn này bản mọi hôm anh uống nhiều mà. quá, hôm nay À. vợ đi vợ giận là anh ở nhà anh uống lít thôi. Đấy. Rồi mà cái đùi vào đây là đẹp ngay. À, vẫn còn một cái đùi ở bên trên nữa đúng không? Đúng. Xem nào. 6 phút rồi đấy, niệu thân hồn. Đã dài thế cơ.